Chào các bạn. Hôm nay mình cùng các bạn sẽ khám phá một khu du lịch sinh thái độc đáo ở Bến Tre nhé. Từ Mỹ Tho mình qua cầu Gạch Miễu và đi xe khoảng 30 phút là tới. Khu du lịch này có tên gọi là Lan Dương. Khu du lịch này thì khi đến đây chúng ta không có mua vé vào cổng nha. Từ cổng vào chúng ta sẽ dễ dàng thấy các quầy hàng đặc sản, quầy lưu niệm. Ở đây người ta bán các loại đặc sản của Bến Tre như bánh lá gai, bánh tét, kẹo dừa và các loại khác đặc sản ở đây. Và đặc biệt ở đây còn có món bánh xèo nha các bạn. Đây là bánh xèo của hũ dừa rất ngon. Có các loại cá lóc nướng, gỏi củ hủ dừa và các loại thức uống như là nước dừa tươi, nước trái cây, nước sâm, rau má luôn luôn sẵn sàng phục vụ các bạn, chỉ khoảng 20.000 một ly thôi nha. Nếu các bạn muốn chèo thuyền ở trên sông hoặc là mình tham gia các trò chơi như là bắt cá lóc hay là mình đạp xe đạp thì chúng ta phải thuê một cái áo bà ba. Cái áo này khoảng 30.000, nhưng mà chúng ta phải thuê nó 120. Và bây giờ mình mời các bạn hãy theo chân mình khám phá nơi đây nha. Chạy xe đạp qua cầu Khỉ nha các bạn. Các bạn có chơi không? Rồi, đi tới luôn anh ơi, sắp lá cài vô. Sắp lá cài vô, đưa nước với nước. Tới luôn. Tới luôn anh ơi, tới luôn, tới luôn, tới luôn, tới luôn. Tới luôn bên kia. Bên kia đứng lên. Rồi, bên đây nằm trong. Rồi, bạn nào tham gia nữa chúng ta bước xuống nữa nha các bạn. Rồi các bạn nào mà chúng ta muốn trải nghiệm lần thứ hai thì chút xíu chúng ta quay trở lại, chúng ta tự trải nghiệm lần thứ hai cũng vẫn được nha. Sau khi chúng ta chơi hết các cái trò chơi này chúng ta quay trở lại chúng ta trải nghiệm, chúng ta cái đó là chúng ta tự trải nghiệm nha. Rồi tiếp tục, sắp tất cả vô, sắp vô.
đẩy đẩy ừ đẩy đẩy ừ ok rồi bơi ra tiếp tục hay quá rồi anh ơi, tiếp tục đi anh ơi, hay quá, chụp chưa được chưa rồi. Còn cái chị này để tôi chỉ nằm đó đi. Nó đang sốt từ hồi sáng tới giờ luôn, không có ngồi vậy được. Rồi còn một người mà đấu ý, một người, còn một người nằm đó đợi. Được, chấp được. Một, hai, ba, chấp được. Từ. Đứng lên, 1, 2, 3, đứng, phải. Đứng lên. Rồi bên kia này, bên đây là thua cái chắc rồi. Rồi không hả? Rồi các bạn có trải nghiệm, các bạn xuống lần thứ hai đi các bạn. Rồi xuống luôn. Rồi lấy ra đi em. Ok, còn một người đấu với một người. Đi hết, nhẹ nhẹ thôi, đi sắp chân. Rồi, đứng lên. Rồi đua đi, hai đứa đua qua bảnh này. Đó một giây dễ đi đó, không lắc. Bám chặt vô, từ từ. Gạn liền sức dữ.